Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ lại vào kiếm tiền trong con game cao win. Và min rút của con này thì nó chỉ có là 50k thôi anh em nhé. Thì đối với những anh em vốn nhỏ, vốn khoảng 100-200k thì mỗi ngày anh em kiếm bát phở hay là kiếm bữa ăn sáng thì nó cũng chết chi là dễ thôi. Để tại vì cũng có nhiều con game khác ấy, thì cái min rút của nó lại lên đến là 100k cơ, thì cái min rút nó cũng khá là lớn. Đối với cái min rút nó lớn như vậy thì anh em không tài nào là, ví dụ anh em vốn nhỏ anh em chơi nó sẽ rất là khó đúng không? Chơi rất là khó luôn. Muốn thắng sớm, muốn ăn non thì cũng hơi khó. Đấy. Ok thì hôm nay thì mình sẽ vào chơi vốn 1M thì sẽ chơi gì được anh em? Vốn 1M thì mình sẽ chọn những con game nào nó dễ chơi và nó dễ thắng nhất nhá. Đấy. Này thì tiếp tục vào siêu xe. Này sẽ tiếp tục vào siêu xe và vẫn áp dụng một công thức rất chi là quen thuộc rồi. Công thức rất chi là quen thuộc để cho anh em cùng vào cùng kiếm tiền nha. Thì mỗi tay để xem mỗi tay mình win thì sẽ được bao nhiêu anh em nhá. Với tầm độ này thì mỗi để xem mỗi tay win sẽ được bao nhiêu nào. Cái tỷ lệ gãy của mình nó rất 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 là thấp anh em ạ. Thật sự anh em rất rất là thấp. Mỗi tay mình sẽ lãi được khoảng 71k. 71k thì ví dụ anh em mà win tầm khoảng độ 2 tay đúng không ạ? Anh em win được khoảng độ 2 tay thôi là anh em có 100k rồi. Đấy, thậm chí là nhà vốn anh em đầu tư 1M và anh em quay đúng một tay rồi là anh em có ngay 71k, anh em rút luôn. Rút luôn 50 đúng không? Rút luôn 70 luôn cũng được. Tầm đấy thì anh em rút luôn 70 thì vẫn ok thôi, không vấn đề gì hết. À rồi ok. Lần này thì nó về con X20. Về con X20 thì mình vẫn không lỗ anh em nhá. Tại vì mình vào theo cách này nó về con X20 mình không lỗ được. Ok, lần này thì sẽ đánh như này đi. Đấy. Riêng OX10 phải lên 40k anh em ạ. Riêng OX10 phải lên 40k. Còn OX20 thì mình sẽ lên là 20k. OX20 thì mình sẽ đánh là 50% của cái OX10. Là đẹp. Rồi, vẫn tiếp tục là vua support gần tiếp này. Nhanh lắm anh em ạ. Thật sự anh em mà biết điều tiết một tí lên nhanh lắm đấy. Lên được 200k rồi đấy. Đơn giản đâu. À, về vua support gần nhiều thì thôi. Tay này mình sẽ bỏ con Mazda đi. Tại vì mình thấy nó về vua spawn gần nhiều thì mình sẽ tập trung đánh con vua spawn gần một xíu. Đấy. Nó về đa phần đấy là mình phân tích nhẹ nhàng một chút là mình có thể tìm ra được cái quy luật của nó mà anh em. Đấy, thì anh em nhìn thấy bốn ba cái ván đầu tiên thì chủ yếu nó về 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 bốn cái phần bên 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 phải này. Nó sẽ về phần bên phải đúng không ạ? Thì ở những cái tay sau mình nghĩ là nó sẽ về bên trái này nhiều. Đấy, mình nghĩ nó sẽ về phần bên trái này nhiều. Mình quy luật đơn giản như thế thôi, mình chỉ cần tính đơn giản như thế thôi đúng không? Thấy nó về bên phải nhiều quá thì thôi bây giờ mình sẽ đánh sang bên trái nhiều một tí. Còn kêu x bảo bùa 30 với x40 thì anh em không nên đánh nhá. X30 và x40 thì anh em vẫn không nên đánh đâu. Đấy, chuẩn cho anh em. Nhiều lúc mình phân tích mình nhìn đơn giản một tí, anh em nhìn cầu, anh em check cầu một tí thôi là anh em cũng tự hiểu cái quy luật của nó. Nhiều lúc nó dễ lắm. Đấy, tầm này thì phải đánh hai ô cạnh này. Tại vì hai ô giữa nó về nhiều rồi. Đúng chưa? Hai ô giữa nó về nhiều rồi thì mình đánh sang hai ô cạnh đi. Đấy, nhưng mà biết đâu lại về ô giữa nữa thì sao? Đúng không? Mình không biết trước được cái điều gì hết. Đấy, ở đấy nó lại về ô giữa này. Lại phải đúng với con mình bỏ đi chứ. Đấy, thấy nó về giữa nhiều. Về giữa nhiều. Ok, bây giờ đánh cạnh thì mình sẽ đánh ba con. Lần này thì mình sẽ bỏ con này thì mình sẽ bỏ bỏ con này nhá. Ôi, toang rồi, con X10 với con X20 về là lỗ đấy. Về X10 với X20 lỗ đấy anh em ạ. May quá không về X10 với X20 này. Đấy, không về X10 với X20 thì mình không lỗ đâu, anh em yên tâm. Lên 1M6 rồi. Nhiều lúc là vào anh em phải để ý thời gian một tí nữa. Anh em không để ý thời gian là dở ngay anh em ạ. Đánh vui 10 10 10k đã. Cái này thì sẽ cần gọi là cân bằng tỷ lệ một tí. Đánh bé xuống. Check xem nó về giữa nó không. Rồi tầm này nó về cạnh này. Bây giờ thì chủ yếu là nó sẽ về hai cái ô cạnh nhiều. Cũng chưa chắc anh em ạ, cũng chưa chắc là nó đã về ô cạnh nhiều đâu. Cũng chưa chắc là nó đã về ô cạnh nhiều đâu. Thì con vua support gần. Ok, mình sẽ đánh con vua support gần đi. Ok, đừng có lát. Lag là dở lắm anh em ạ.
Lag là dở lắm, nó lag thì nó lag ngay từ đầu, lag mấy giây cuối thì dở hơi cực luôn đấy. Đây mình nói với anh em rồi, chủ yếu là bây giờ nó sẽ về về cạnh là nhiều, về hai cái ô ngoài cùng ấy. Mình thấy nó về hai cái ô giữa nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ để ý là nó sẽ xác suất là nó sẽ về cái ô ô ở cạnh nhiều đấy. Nên là cách một những cách nhìn dễ thôi đúng không? Còn là mình đánh thì mình chỉ đánh 3 ô thôi và chắc chắn là mình sẽ phải đánh cả ô x10, ô x20 nữa. Đấy, chắc chắn mình phải đánh cả ô x10 với x20 nữa, không nên bỏ. Nhá. Đây là điều chắc chắn mà anh em không nên bỏ. Đây này, tầm đánh toàn với ô cạnh này. Đấy, đánh như này một cái mẹo đánh bắt một cái mẹo bắt cầu khá là hay nha. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy là nó về một chuỗi thì nó từ nãy nó chỉ về có mỗi một con x20 thôi. Thì có thể bây giờ nó sẽ về con x10 và x20. Có thể nó sẽ về con x10 thì anh em sẽ chú ý là như vậy. Đấy. Đọc đọc cầu đơn giản thôi nha, chỉ anh em một cách đọc cầu đơn giản như thế. Rồi thì ok, cái video này thì mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Đây thì sẽ kiếm được 7 lốp rồi, 700k là đẹp rồi. Không cần x2 vốn đâu, kiếm được 70% cái số vốn ban đầu là quá là tuyệt vời rồi. Thì link đăng ký con game Cao Win thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận dưới video. Anh em tải game thì em click vào đấy. Đấy, anh em đăng ký thì em anh xin lỗi anh em là anh em đăng ký thì em click vào link sau đó anh em tải game về nha. Rồi thì mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.